Iraq đã chốt sân vận động quốc tế Basra tại Basra, Iraq, làm sân nhà cho đội tuyển họ, đến khi vòng loại World Cup 2026 sắp diễn ra. Trong vòng loại World Cup 2022 trước đó, đội tuyển Iraq thường phải chọn sân trung lập ngoài lãnh thổ Iraq làm sân nhà, bao gồm Oman, Jordan, Iraq, Bahrain, và Doha, Qatar. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung đội tuyển do tình hình bất ổn trong nước, đội tuyển Iraq luôn được biết đến là một đội bóng mạnh tại châu Á. Giải vô địch quốc gia Iraq không thể phát triển mạnh mẽ như các giải của các quốc gia láng giềng trong khu vực vùng Vịnh như Saudi Arabia, Qatar, UAE hay Kuwait. Tuy nhiên, đội tuyển Iraq luôn thể hiện sức mạnh đáng kể khi họ đoàn kết và tập trung. Vào năm 2007, họ đã vượt qua những khó khăn để giành chức vô địch châu Á. Đội tuyển Iraq sẽ đối mặt với đội tuyển Việt Nam vào ngày 21 tháng 11 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Và họ có nhiều cầu thủ cao lớn và mạnh mẽ trong đội hình như thủ môn kiêm thủ quân Zalan Hassan. 1 m 88 trung vệ Rimin Sulaka, 1 m 92 hậu vệ trái Ali Adnan, 1 m 85 tiền đạo Ayman Gutsen, 1 m 89 và trung phong Ali Alhamadi, 1 m 87 Mặc dù có kích thước lớn, cầu thủ Iraq vẫn thể hiện kỹ năng và tốc độ đáng kể, như đã thấy trong trận đấu với Indonesia hôm 16 tháng 11 khi họ tấn công đa dạng và ghi bàn từ nhiều pha phối hợp khác nhau.